Chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sửa cái tivi này. Đây. Tivi này rất là ngoại mục của người tự chế. Đấy, tự chế cho nên nó không có cái khuôn bản nào cả, cụ thể cả. Đấy, để tôi quay một vòng cho các bạn xem. Nha. Tôi bảnh thì chúng ta nói sao. Đây. Các bạn thấy không? Đấy. Còn đây ở đằng sau. Đấy. Bởi vì đây là không biết con cái anh em gì của người này làm ở công ty hình như của cái ấy của sản xuất cái này. Nói chung là lấy mọi thứ mọi cái về lắp lại. Thì tôi là như vậy. Đấy, các bạn sẽ thấy được cái đấy. Chân này. Đây mạng nguồn này. Đây mạng hình này, hình tiếng này. Còn ở các cái nữa. Đấy. Đây mà ăn rồi rồi chị chưa. Đấy, còn về bảng này, bảng của nó này. Tôi quay ngược sáng cái này nó không không ấy, không đẹp lắm. Thôi được, tôi quay trước mặt cái này nhá. Để xem nó như thế nào nhá. Điều khiển đâu nhỉ? Chết ta rồi. Ông ấy ông ông ấy ông sách điều khiển về rồi. Tôi tìm có thể có để điều khiển lại không? Thôi vậy thôi. Tôi ông ấy không để điều khiển lại, bởi vì cái này không có nút nút bấm nút bề kia cả. Chúng tôi thử bảng của nó lên được khoảng 2 phút có trừ AB đây này thì nó sẽ bị tắt, tức là nó bị lỗi này. Tôi không có điều khiển cái này, không có nút bấm, không có ấy nhá. Đây hàng của nó, hàng tủ này đang bị phùng lên rồi này. Đây các bạn thấy không, bể hết. Chúng tôi định sửa xong thì hình như vài bữa bờ là ông sẽ đưa cái mạng này lên thay, tôi để thay nguyên cả mạng. Còn bây giờ tôi định làm là thay cái loạt tủ này xem có được không, và sửa các cái những kiểm tra những con xung quanh. Đây tủ của nó phình này, nổ này. Đấy thì 4 5 cái tủ đó nó bị nổ, tôi nghĩ là đấy. Nhưng vì tôi sẽ làm nhưng mà do lệnh của nó không có, bởi vì nó gắn vào như đây là lệnh để nhận điều khiển đây này. Đấy. Và các cái ấy thì hầu như cái này thì làm cụ ép tự làm, nói chung tự chế đèn hình một đằng mở này, một đằng một cái mỗi đường, cho nên ghép lại thành cái tivi. Thì như vậy thì chúng tôi cái này là để gặp cái gì đây, cái này thì cắm anten. Tôi thấy là lọ thế thôi, còn cái này thì chúng ta vài hôm nữa tôi sẽ sửa và thay thay thế, các bạn sẽ tiện theo dõi hơn. Bây giờ thì thôi tôi phải dừng tại đây thôi, bởi vì cái này không có gì mà sửa sửa, bởi vì phải có điều khiển thì họ xách về rồi, hôm trước họ lại xách về. Xin chào quý vị các bạn nhé.